Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Bùi Hiếu trên sửa chữa lắp đặt đồ điện ô tô. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách thay mắt có một con đầu đầu DVD. Đầu DVD thì nó có nhiều các cái loại mắt. Thông dụng nhất là ở đây tôi sẽ chỉ cho các bạn, đây là cái con mắt thứ nhất. Con mắt này nó mang tên là 12 1200 VKB. Bạn nhìn rõ vào cái tem của nó ghi đây 1200 VKB. Đây là một loại mắt khá thông dụng trên đầu ô tô. Loại thứ hai á, loại cũng gần giống về cái ngoại hình bên ngoài, là giống gần giống hệt với lại cái mắt 1200, nhưng mà mã của nó lại khác. Mã của nó là mã 12X. Bạn nhìn ở đằng sau này nó ghi là 12XH, thì gọi tắt nó là 12X. Đây là mắt 12X. Loại mắt thứ hai là loại mắt dùng thông dụng nhất hiện tại bây giờ, cả đầu gia đình lẫn đầu ô tô, nó dùng mắt HD 860, 850 đấy. Mẫu mắt nó hình như này, rất dễ nhìn. Cái loại mắt này thông dụng nhất hiện tại bây giờ. Mắt 1200 bây giờ chỉ một số dòng đầu đây tầm 4-5 năm nó hay dùng, đến đời bây giờ nó toàn dùng 12X hoặc là HD 860. Tôi không hiểu vì lý do vì sao nó lại không dùng mắt 12X 1200 thì cái bệ nữa. Cái loại mắt thứ tiếp theo là cái loại mắt, loại này hơi đặc biệt. Loại này có nhiều, nó giống giống hệt như này, nó có, nhưng mà nó có tới 3-4 loại, 3-4 tên cơ. Nó tên là HPD, nó là dòng mắt HPD 60 61 50 52, rất nhiều loại mắt. Thì các bạn phải tháo cái đầu này ra, các bạn phải tháo đầu ra thì mới biết được cái đầu của bạn dùng mắt gì. Như tôi thì tôi quen rồi, tôi có thể nhìn được là đầu ấy nó dùng mắt gì. Nhưng mà chỉ xác định được một phần thôi chứ không thể chắc chắn được 100%, trừ một số dòng tên tuổi nhất định. Ví dụ như là cái bộ cơ này, thì các bạn muốn thay được cái mắt này thì các bạn phải tháo được cái bộ cơ ra, tháo được cái bộ cơ như thế này. Cách thay dễ dàng nhất là các bạn tháo hẳn bộ cơ ra như thế này, và các bạn bước tiếp theo các bạn tháo cái cáp này, tháo cái cáp mắt này ra. Các bạn dùng tua vít phù hợp để khoảng con ốc này, mỗi một dòng đầu. Đây là đầu Trung Quốc, đầu Trung Quốc thông dụng nhất thì nhiều, đa số các bạn các loại đầu Trung Quốc đều dùng bộ cơ như thế này. Các bạn tháo được ba con ốc ra, các bạn nghiêng nó ra, hoặc một cái số mên nó to các bạn không nghiêng được như thế này, hoặc do vướng dây các bạn đặt nệch nó ra như thế này thì các bạn có thể tháo ra. Đấy, cái này nghiêng được các bạn tháo nghiêng ra. Các bạn dùng một cái tua vít nhỏ để tháo con ốc này ra. Bạn tháo con ốc, ốc này là ốc bắt motor dịch chuyển mắt. Khi nó đọc đĩa là motor này sẽ di chuyển cái mắt ra xa vào gần để đọc. Các bạn nhấc nó ra, đó, nhấc nó ra. Rồi các bạn tiếp theo là các bạn kéo, thứ nhất là kéo dịch cái mắt này ra. Bạn cầm vào đây, cầm nhấc cái này lên, kéo cái chân bên này ra. Đó. Đấy, các bạn chú ý ở đây nó có một cái chốt đồng nhé, đằng sau này có chốt đồng. Các bạn nếu các bạn cầm kéo thẳng ra nó cũng được, nhưng mà đôi khi có một số cái nó sẽ rơi cái chốt đồng ra thì lắp lại nó sẽ khó hơn một chút. Thì cái mắt này nó dùng mắt HD 860. Đấy, các bạn cần tháo cái chốt này ra thôi. Bạn cầm như này, tháo cái chốt ra. Bên này thấy tháo cái chỗ bên này ra. Đó. Cái. Đặt ra. Bạn tháo cáp tiếp theo. Bạn bỏ cái mắt ra. Chưa ra thì bạn lấy cái mắt này các bạn cho vào. Đó. 90% các ổ cơ Trung Quốc, đầu DVD Trung Quốc, đầu màn hình thì nó đều dùng bộ cơ này. Nhưng các bạn nhìn cách tôi thay mắt này thì các bạn có thể thay cho rất nhiều các loại đầu DVD khác. Dùng mắt 12X cũng bộ cơ giống này, 1200 VKB bộ cơ giống này. Chỉ trừ bộ cơ dùng mắt HPD. Một cơ dùng mắt HPD 860 nó sẽ dùng cơ khác, cơ mỏng hơn, độ chính xác cao hơn, nên nó sẽ khó thay hơn dòng mắt này.
Các bạn chú ý nhé, khi thay mắt ấy thì phải nên cho ra đĩa. Nếu bạn không cho ra đĩa thì nó hơi khó lắm, nó hơi khó để các bạn thao tác. Khi nắp vào nó đôi khi nó đè lên cảm biến. Nên cho đĩa ra. Đó, tôi đã thay xong cái mắt rồi, tôi đóng vào. Làm trình tự ngược lại cái gì vừa vừa tháo ra. Ở trong cái quá trình thay mắt này, các bạn chỉ chú ý nhất là tôi là thứ nhất là cái mã mắt phải trùng chính xác thì các bạn mới thay nó mới chạy được. À, các bạn tiếp theo các bạn xem cắt tiếp theo nó có chuẩn không đấy. Đấy, thì cắm cáp rồi các bạn nhìn xem là cáp này nó đều hai bên chưa, nó đều hai cái bên mép cáp chưa. Nếu ví dụ như là cái cáp này chẳng hạn, ví dụ cắm lệch nó sẽ bị lệch ra như thế này. Đây nó chéo, nó hơi chéo một chút. Đấy, các bạn sẽ phát hiện ra dễ hơn. Các bạn cắm cáp xong các bạn thấy ý. Các bạn bây giờ là cắm một cơ này vào trong đầu. Đây, trên đây tôi đã sự hướng dẫn các bạn thay một chiếc một cái mắt. Trường hợp mà thay mắt này có những trường hợp là không đọc đĩa này, đọc đĩa lúc đọc cũng không, cũng chập chờn này. Hoặc là các bạn có thể lau mắt cũng làm theo cái cách làm của tôi. Tháo mắt ra thì lau là chuẩn nhất, còn nếu không thì bạn lắp vào nguyên bản. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến lắp đặt sửa chữa đồ đĩa ô tô thì hãy liên hệ với mình. Cảm ơn các bạn.